Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2013, là cái kỳ triển khai lần thứ 17 về cái giáo lý Kinh Pháp Hoa. Thì cái bộ kinh này coi như là chúng ta học thâm thúy từng ngữ nghĩa, từng từ, từng chữ. Mà thật sự học một cái Pháp Hoa này thì đòi hỏi tất cả mọi người chúng ta phải có cái chánh niệm, phải chánh niệm cho thật cao, tư tưởng cho thật vững, thì học Kinh Pháp Hoa này tiếp thu một cách rất là có ý nghĩa, vô cùng an lạc giải thoát. Còn không khéo thì coi như chúng ta lại lờ mờ tiếp tục, nó trở thành một cái rối ren. Vì vậy mà thật sự ra trong cái thời gian, ngay cả bỉ dân tôi cũng vậy, khi mà viết triển khai Kinh Pháp Hoa này, coi như là tôi tập trung một cái ý niệm của mình, đem hết một cái tâm nguyện, cái lý tưởng của mình, thì cái bộ Kinh Pháp Hoa này nó mới có chuẩn mực. Thì những cái bài mà những cái ngày mà tôi hơi khởi khinh an, nhẹ nhàng, bớt công việc á, thì lúc đó thân tâm nó nhẹ nhàng và viết nó rất là có ý nghĩa. Tuy nhiên thì phàm ở đời con người thì thưa với đại chúng, sống một cái cuộc đời giả tạm này thì nó cũng phải chạy theo những cái giả nhiều quá, cho nên có khi nó cũng không có được trọn vẹn cái chánh niệm của mình. Để tôi cân nhắc, khuyên, có lời chân thành gửi gắm đến toàn thể quý thuộc trên khắp mọi miền thế giới. Nếu ai có duyên học, đọc và nghe cái Pháp Hoa này phải nhớ như vậy. Mà như vậy thì Pháp Hoa này là một pháp môn tu thiền định, mà cũng là một pháp môn tu tịnh độ. Vì Pháp Hoa nó hàng thuận hết tất cả các hệ tư tưởng. Bởi vì một cái triết lý sâu sắc của nhà Phật ở phải nương cửa Pháp mà tinh khiết như hoa sen, trở thành một con người có một cái tánh Phật, trở về một cái tánh Phật thật sự của tự thân chúng ta. Thì sở dĩ về bản thân tôi thì cũng nhắc lại với toàn thể đại chúng là cái sở học của tôi nó rất là có giới hạn. Mà bây giờ ngồi nghĩ là tiếc nuối vô cùng, là hồi nhỏ mình đi học quá, không có nghĩ tới bên ngày hôm nay mà mình đi giảng dạy cái Phật Pháp tối thượng như thế này đâu. Nghĩ rằng mình bước không tới, mình không đủ phước, không đủ duyên. Cho nên ngay từ nhỏ nó vô tư hồn nhiên, thì lúc đó học được cái gì thì học, rồi cũng vui chơi, cũng hỉ hả, cũng cứ như là đâu bao giờ nghĩ là sau này mình trở thành một vị mà hoằng dương cái giáo pháp đại thừa. Cho nên ngồi nghĩ lại thì cuộc đời và cái sự học của tôi nó rất có giới hạn. Nhưng mà nhờ vào cái sự tinh tấn của các Phật tử đó, mà để cho tôi có một cái tư duy, cho nên bây giờ chứng đắc là tôi còn phàm phu, chưa chứng đắc gì hết. Đây là nói tiêu thật. Nhưng mà về cái tư duy nhận thức á, thì tôi mừng trong cái giai đoạn gần đây á, là
khi tôi đọc một cái tác phẩm nào, một bộ kinh nào, hay là một cái cuốn viết nào của một thầy, một hòa thượng, một tôn túc nào á, hay là một cái tác phẩm dịch thuật nào đó, thì tôi biết cái ý nào nó thuộc của chân lý đại thừa, cái ý nào nó thuộc của tiểu thừa, và cái ý nào của Phật nói thật, và cái ý nào của tổ nói, cũng như cái ý nào của người thường nói. Đây là điều tôi mừng cái chỗ đó. Thế thì trước khi vào cái phẩm tính giải này thì tôi xin chia sẻ là mấy hôm nay thì có một số Phật tử phát tâm, coi như là họ có in những cái bài giảng lẽ thế này, họ để trước chùa để cho như là cái sự phát tâm của họ muốn, cũng muốn truyền bá cái Phật Pháp. Thì cái điều này tôi vô cùng hoan hỷ là họ cũng cầu phước và họ cũng muốn đóng góp cho Phật Pháp. Thế thì tôi cũng có đọc. Thì cách đây 2 bữa thì tôi có nhận cái tác phẩm Kinh Nhân Quả Ba Đời, thì của tác giả người dịch đó là Hòa Thượng Thiền Tâm. Hồi trước giờ thì tôi cũng từng cầm cái cuốn Kinh Nhân Quả Ba Đời, rồi cũng xem cái truyện tranh như vậy, nhưng mà không có thời gian mà xem từ gốc tới ngọn. Và khi mà mấy hôm nay thì thấy quý vị về, thì bây giờ thì các quý vị để một đống ở trước chùa, gọi là một sắp như thế này, thì thật ra bỏ thì cũng không dám bỏ, mà bỏ vô thùng rác thì có cái hình phạt như thế này thì làm sao dám bỏ được. Mà đốt thì bây giờ bên Mỹ mà đốt nhiều quá thì người ta tưởng đâu là cháy, cảnh sát nó tới cũng khổ cho tôi, mà cho thì biết cho ai bây giờ đó. Thì tôi cũng nói, thế thì tôi cũng ngồi tôi đọc trở lại coi bị gì. Kinh gọi là Kinh Nhân Quả Ba Đời, chữ kinh đây là cái lời của Phật, thì làm sao có thể mình bỏ được. Mà hơn nữa là cái người dịch đó là Hòa Thượng Thiền Tâm, là một vị tôn túc cao tăng của thời trước nữa, của thời của trước năm 75, là một vị mà Hòa Thượng Thiền Tâm là chuyên tu về cái pháp môn tịnh độ đó. Đối với Việt Nam thì thời của các hòa thượng tôn túc lớn như Hòa Thượng Thiền Tâm này thì ở Đại Ninh cũng bỏ đất Sài Gòn mà lên Đại Ninh để lập cái nơi để tu tịnh độ đó, là huynh đệ học thời với Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ. Thế thì các vị này coi như là cao tăng thạc đức rồi, mỗi ngày có một cái pháp môn mà gọi là chính đắc để mà hộ thế phải nương nhờ. Thế thì đã cái người dịch như thế này và kinh như thế này thì tôi không dám bỏ, thì nữa tôi phải đọc lại từ đầu tới đuôi. Và sau cái bản kinh đó thì người ta có photo thêm cái bản kinh cũng nhân quả của sư ông Thanh Từ đó. Thì tôi đọc 2 cái bản này đều là cái thuộc kinh nhân quả hết. Thì bây giờ tôi xin chia sẻ với đại chúng á, là cái kinh Nhân Quả Ba Đời này á, về cái nền giáo lý á, nó cũng là thuộc cái giáo lý gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp. Có nghĩa là Tiểu Thừa đọc cái này thì cũng chấp nhận, và Đại Thừa đọc cũng chấp nhận. Bởi vì nhân quả mà, cho nên dầu đạo nè, phái nào đi chăng nữa cũng không ai dám đá cái chữ nhân quả trên đó. Bởi vì nhân quả là chân lý tối thượng của Đạo Phật, mà không phải riêng của Đạo Phật mà của tất cả các đạo của vũ trụ. Vì không có nhân thì làm sao có quả ngày hôm nay. Mà nếu mình không có tu hành, không có gây nhân lành thánh thiện, thì làm sao có cái quả ở ngày mai để mình an tâm mà mình thọ hưởng, mà mình an lạc hạnh phúc. Thế thì đạo nào cũng không rời nhân quả. Nhưng mà cái đạo Phật chúng ta là nhân quả gọi là tối tôn, tối thắng. Có nghĩa là tin cái chữ nhân quả là tin ngay nơi cái nhân của ta tạo và cái quả của ta thừa hưởng, chứ không có tin ai ban. Đó mới gọi là đạo Phật và đạo nhân quả, mà nhân quả tối tôn mà tối thắng, có nghĩa là thù thắng. Còn các đạo khác thì vẫn tin nhân quả, nhưng mà họ vẫn tin là ngoài con người thì có một cái đấng thần linh để mà ban tặng, hay là giáng tội, hay là giáng ban phước vân vân. Thì quý vị so sánh vậy đi, chứ còn đạo nào thì cũng hay hết á. Đạo nào cũng nhằm dẫn dắt chúng sanh để xa lìa cái sự khổ ải. Nhưng mà vì mỗi một cách truyền đạo nó có cái khác nhau. Thì đó tôi nói bây giờ nói xung quanh đạo Phật. Thế thì khi tôi đọc bài Kinh Nhân Quả này thì tôi mừng,
mà tôi lo. Các vị về mà nghiệm lại, rồi từ cái đó đó, rồi các vị mới nghiệm lại về cái nền giáo lý của Đại Thừa của chúng ta đó. Tại sao nhiều người học bên Ấn Độ rồi biết năm ba chữ tiếng Pali, Sanskrit gì đó rồi rồi coi như là lúc bây giờ thì hô hào lên thay vì Phật thì không còn dùng Phật nữa, là gọi là Buddhist gì đó. Cho nên nó nhiều cái học ỷ mình có học rồi cái Buddhist chứ không còn Phật nữa, nghĩa là Buddha Buddhist gì đó, nghĩa là coi như là mình giỏi. Cho nên vì vậy mà bài bác cái vấn đề cái kinh Đại Thừa. Nhưng mà mình xét lại khi mà tôi đọc lên tôi mới thấy người ta bài bác nó cũng có cái ý của người ta. Một là người ta chưa có hiểu, người ta chưa có bằng lòng, người ta chưa có chấp nhận. Hai là bây giờ tôi phải lên tiếng cho toàn thể đại chúng để mà đem cái tâm suy nghĩ để là bảo vệ cái chánh pháp. Thế thì bài kinh, tất cả các kinh á, ví dụ tất cả các kinh Đại Thừa đó, thì thưa cho toàn thể quý vị thiện tri thức trên khắp thế giới đều phải biết rằng là đa phần tất cả Phật giáo kinh điển Đại Thừa đều là xuất phát từ Hán Tạng, từ bên Trung Quốc. Tại vì chư tổ mình, tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma là truyền đạo lại sang Trung Quốc. Đó, thế thì cái đạo Phật bắt đầu, cái phệ phái Phật giáo Đại Thừa nó phát triển từ đó. Thế thì thưa với toàn thể đại chúng á, thì không phải cái Phật giáo Đại Thừa phát triển từ đó là mạnh đây, nhưng mà cái Phật giáo Đại Thừa thật ra phát triển rất lâu đời ở Trung Quốc, chứ không phải cái thời của Tổ Đạt Ma. Nhưng mà ý nó là thời của Tổ Đạt Ma đó là coi như là mạnh nhất, là coi như là một vị tổ mà được mà truyền thừa. Nhưng mà các cái thời trước như cái thời 310 mấy này kia nọ của Trung Quốc, như tôi đã nói là có Ngài Đạo Ân, Ngài Đạo Xước, có những cái vị tăng rồi, có những vị cũng là cao tăng rồi, có những vị đã có cái thuần tí tinh hoa của một cái nhìn của Phật giáo rồi. Nhưng mà tất cả cái kinh Đại Thừa chúng ta nó bị mai một là ở chỗ gì? Là vì khi mà qua tới Trung Quốc á, thì các bậc cổ đức mình có thêm và có bớt ở trong đó để cho nó phù hợp với thời đại. Giờ tôi xin nói là nói thời đại thôi, chứ còn tôi nói là sai á thì tôi có tội với các bậc tiền bối. Nhưng mà tại vì có thêm và có bớt, thì bây giờ quý vị nhớ một điều nè, khi mà cái ngày mà kết tập kinh điển á, lần thứ nhất á, thời của Tổ Ca Diếp là thượng thủ á, sau khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn 100 ngày đó, rồi Ngài Thượng Thủ Ca Diếp mới triệu tập, như tôi mới vừa giảng kỳ rồi, tôi có nói sơ qua về Ngài A Nan với Ngài Ca Diếp đó, triệu tập để kết tập kinh điển đó. Thì bây giờ Ngài A Nan sau khi kết tập kinh điển thì Ngài A Nan có nói một câu như thế này: thưa Thượng Thủ và thưa toàn thể đại chúng, khi Thế Tôn còn sanh tiền á, thì Thế Tôn có nói có những điều mà Thế Tôn nói ra đó, nếu sau này nó không phù hợp với quốc độ, với hoàn cảnh hiện tại nơi đó thì có thể bỏ. Những điều gì Thế Tôn chưa nói ra đó mà nếu cần cho hoàn cảnh, cho quốc độ thời đó thì có thể thêm. Thế thì Ngài Ca Diếp này quay trở lại, Ngài chỉ hỏi một câu rằng: những điều gì Thế Tôn biểu bỏ ông nói cho ta nghe, và những điều gì Thế Tôn biểu thêm Thế Tôn có nói chưa? Thì bây giờ Ngài A Nan nói dạ chưa, Thế Tôn chỉ nói vậy thôi, chứ lúc đó A Nan tôi không có hỏi. Thế A Nan chỉ đứng nghe như vậy. Thế thì Ngài Ca Diếp mới khẳng định một điều: nếu ông nói như vậy thì coi như những điều gì Thế Tôn nói ra mà chưa biểu bỏ thì ta không có quyền bỏ. Mà những điều nào Thế Tôn chưa nói ra mà biểu Thế Tôn đã nói ra biểu bỏ, chưa biểu bỏ thì ta không có quyền bỏ. Dầu để nó lê thê như vậy đó, nhưng mà vẫn của lời chân thật của Đức Thế Tôn. Còn những điều nào Thế Tôn chưa nói ra, ta không có quyền thêm. Đó, Ngài Ca Diếp quyết định một điều như vậy. Nhưng cái tinh thần Đại Thừa Phật giáo chúng ta đó, thì lại bắt đầu nó phát triển. Phát triển cho nên bắt đầu được phép nương cái lời đó mà gia giảm. Nhưng mà cái câu nói đó thì các vị sẽ đặt lại coi vậy, thầy tài nói như vậy và thường nghe như vậy thì câu nói đó từ đâu?
thì cái câu nói đó là câu sự thật ở trong luật tạng. Trong Phật giáo chúng ta nó có ba tạng, mà gọi là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Thì ba tạng kinh như vậy, chứ cái tạng luật á là cái tạng ghi chép rõ ràng nhất về cái cuộc đời và giáo lý hành đạo của Đức Thế Tôn. Thưa với đại chúng như vậy, vì tạng luật á là ghi những cái gì bằng sự thật, coi như là không gia mà không giảm hết đâu. Nói sự thật, nói lên một cái hoàn cảnh, một cái lịch sử sự thật, nói cái duyên khởi hình thành tam bảo một cách rõ ràng minh bạch. Còn kinh tạng á thì coi như là những lời dạy Thế Tôn có sự gia giảm, bởi vì nó phù hợp với cái quốc độ sau này. Còn luận tạng đó là các vị tiền bối luận giải ra, các vị trí thức luận giải ra. Ví dụ như giờ tôi luận giải vừa xong cái Chứng Đạo Ca, thì nó nằm vô cái tác phẩm gọi là luận tạng. Đó, tôi phân tích rõ ràng cái gọi là ba tạng kinh điển. Như vậy thì chỉ có luật tạng. Cho nên muốn khẳng định cái điều nào Phật có nói hay không nói thì bắt buộc cái người thích tử Như Lai phải dòm, phải nghiên cứu trong cái mặt luật tạng mà thôi. Bởi vì luật tạng coi như là cái gánh để mà phân biệt cái nào đúng, cái nào sai. À, thưa các đại chúng, nó đặng nghe. Thế thì Kinh Nhân Quả Ba Đời này khi tôi đọc á, tôi có cái giật mình mà ngẫm lại thương như các bậc cổ đức á, là các ngài chấp luật, chấp cái quy trình mà các ngài không dám bỏ. Tôi thí dụ như trong này tại sao không dám bỏ, là như Hòa Thượng Thiền Tâm dịch ở trong này, thí dụ nó là đời nay làm quan do nhân gì, kiếp trước vàng ròng thép tượng Phật. Đọc cái câu này ra một cái là biết không phải là Phật nói liền, khẳng định 100%. Vì tại sao? Vì thời Đức Phật là Phật đâu có thờ Phật nào đâu mà vàng ròng sân phất Phật tượng Phật. Rồi ví dụ một cái câu nữa, hỏi là đời nuôi con không được do nhân gì, xưa sinh con gái dìm cho chết. Là hoàn toàn Phật không bao giờ nói câu này ra. Tôi khẳng định 100%, nếu tôi nói sai tôi cũng chịu tội đối với Phật. Bởi vì thưa với đại chúng là cái câu này nó xuất phát rõ ràng từ bên Trung Quốc chư tổ mình viết vô đó. Là vì cái câu này không sai trong cái giai đoạn đó, là cái giai đoạn mà trọng nam khinh nữ của cái xã hội phong kiến, là con gái có khi sanh con gái rồi phải đem biết được, mà bị hồi đó thì chưa có khoa học mà để khám biết được trong trứng, trong thai nhi, phôi thai. Cho nên khi sanh ra có khi người con gái phải đem dìm cho chết. Buộc lòng vì nó cái nhân quả ba đời, cho nên chư tổ mới soạn vô cái câu này để nhằm thức tỉnh, đánh một cái tiếng vang mạnh cho những tín đồ cùng nhau truyền khẩu, cũng cùng nhau có cái tư tưởng là đừng có giết con gái. À, cho nên chư tổ để vô. Nhưng mà nếu bây giờ mà ta y cứ như vậy thì cái chuyện mà luận bàn kinh Phật nó sẽ có bắt đầu mai một. Cho nên tôi mới suy nghĩ đại chúng thấy chỗ mà mình cái đạo Phật của chúng ta đó, đặc biệt cái chỗ là nếu chân lý thì phải hợp với ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn không phải là chân lý á, là không phải sai, là như vậy là sai, nhưng mà chưa có đạt tới cái rốt ráo hoàn toàn về cái tri kiến Phật á, thì coi như nó chỉ phù hợp với một giai đoạn. Mà nếu giai đoạn này mà bên Mỹ chúng ta mà đem là đó là đời nay nuôi con không được do nhân gì, là do kiếp trước dìm giết con gái, thì coi như bên Mỹ mình đã không có phù hợp. Quý vị thấy không? À, cho nên khi ta đọc kinh á, tại sao tôi muốn cho tất cả các Phật tử á phải bình tĩnh mà có một cái sự nhận thức nó rõ ràng, để rồi khi mình đọc kinh mình dễ áp dụng vào cái cuộc sống của mình dữ lắm. Ở thí dụ như trong này á, Kinh Nhân Quả có nói một câu này mà tôi mới giật mình nữa nè. À, cái chỗ mà rắn đâu rồi, rắn rít đâu rồi, cái vụ mà ghim rắn rít chết là mà tôi đọc
À, đời trước đời nay tôi đọc và tôi giật mình mà bây giờ phải viết lại cách làm sao đây nữa nè. Mà thật ra tôi với đại chúng là tôi nhiều khi tôi tự trách tôi là mình còn phàm phu nhiều quá, cho nên có thể khó, có thể mà không biết làm sao chư tăng của mình mà có được một cái đoàn thể mà nhất tâm mà vì cái kinh tạng mà ngồi lại bây giờ. Chứ bây giờ nhiều phe, nhiều phái quá, nhiều tông quá, là cuối cùng rồi không có làm được, nó uổng hết sức. Mà thiệt từ đời tôi nó nhiều đời nhiều kiếp, nó có trầm căng lành mà nó kém cỏi quá, đọc thì hiểu nhưng mà không đủ cái khả năng, không đủ cái phước đức trí tuệ mà để mà sửa lại. Đọc dịch mình, ví dụ nói đời nay á, là do cái nhân gì, cái chỗ nào mà nó do kiếp, do mà lấp, đời nay chết đói do nhân gì thì kiếp trước lấp hang rắn chuột. Rồi cái câu này là chết chết liền cái tư tưởng Đại thừa Phật giáo. Bây giờ rắn độc mà không lấp hang nó lại đó thì nó lên nó cắn người, thì giờ bây giờ vậy là Đức Phật vì con rắn mà để cắn con người hay sao? Rồi thí dụ như con chuột nó phá hoại mùa màng như vậy mà không diệt trừ nó để nó sanh sản xuống nhau mà nuôi cho nó sanh sản như vậy, đặng cho đừng cái chết đói như vậy thì ai đói trước? À, có gì thấy không? Cho nên đọc đọc vô là biết cái này là của mấy tổ mình thêm vô hoàn toàn, cái chân lý nó chỉ phù hợp trong giai đoạn đó, không sai. Tôi nhắc trở lại là tôi không có ý mà đem Phật đem tổ ra mà để tôi lý luận nha, nhưng mà ý nói để chúng nghe đó. Cho nên nếu tôi cố gắng bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh, tôi sẽ soạn trở lại cái nhân quả ba đời này. Vì ngày hôm qua tôi đọc mà làm cho tôi xốn xang nhiều mặt quá. Nhưng mà mai thai đó, Hòa Thượng Thanh Từ chúng ta có viết lại, có dịch lại kinh Nhân Quả lần thứ hai, và mà mấy cái câu đó không còn, nhưng mà cái ý á, thì nó cũng nhầm vô đó, cũng mai thai là phát triển được một bước về sau này rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao mà cho nó tròn vẹn, nó được vẹn toàn cái chỗ mà cái tác phẩm của sư ông Thiền Tâm đây nè. Đó, chứ mà không khéo là đọc rồi mình không chấp nhận được. Thí dụ như bây giờ ngày xưa đó thì chư tiền bối vì chúng sanh tạo nghiệp ác quá cho nên mới nói cái ra 10 điện Kim Dương. À, 10 điện Kim Dương, à, trong đó tôi nhớ có ăn điện. Hồi đó tôi đi chùa, tôi mới đi chùa hồi là 17-18 tuổi, tôi vô tôi đọc hay vừa vô cái điện thứ năm hay gì đó, có cái cô gái là bị xẻ làm hai đó. Cái câu thơ nó có chồng làm đĩ lấy trai thác xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Hồi lúc đó tôi lúc đó nó bắt đầu bà con mình vô đọc cái câu đó rồi truyền miệng ra để muốn nói lên là người con gái là phải là gọi là tam tam tòng, là coi như là phải thề sống chết với chồng, chồng quýnh tơi bời qua lá hạ hẹ mà cũng phải sống chết, phải tận tụy, phải cút cung. Rồi coi như lúc đó nó cái tư tưởng phong kiến nó vẫn còn đè lên cái thế giới nữ lưu là chồng chết thì không được tế giá, phải thờ thủ tiết thờ chồng vân vân, cái những cái đó thì cái giai đoạn của cái xã hội đó phong kiến viết cái câu đó là đúng. Nhưng mà cái giai đoạn của ta ngày nay đó, mà cũng không phải nói ngày nay nữa, mà giai đoạn thật của cuộc đời là cái câu đó chưa có hợp pháp. Tại sao vậy? Nó quan trọng cái tâm thôi. Chứ còn bây giờ người phụ nữ trị trừ đó, muốn nói lên cái công dung ngôn hạnh của một cái con cô người nữ, mà nếu người một người nữ mà không có nết na, không có đạo đức mà đã có gia đình rồi mà ăn chơi sa đọa thì coi không được. Đó thì mình nói vậy coi được, chứ mà nói mà có chồng mà làm vậy vậy lấy trai gì đó thách xuống cứ hai nấu dầu, thì tôi hỏi bộ quỷ sứ Diêm Vương, tôi không phục vụ mấy ông ghét ông cưa đâu tôi hay sao, thấy không? Cái vụ vậy đó, cô đó cũng có quyền, chứ nếu bây giờ cổ học giỏi cũng có quyền xuống như cô đây, mà nếu Diêm Vương gõ cái cốt đây mày ở trên thế gian này mày lấy trai thì cô ta nó dạ thưa thưa xin lỗi Diêm Vương, vậy tôi không lấy Diêm Vương tức, Diêm Vương là lệnh cưa hai tôi hay sao, phải không? À, thế thì cái gì cái nếu sống thêm một cái đất nước dân chủ tự do này á, là tôi nó thành thật cái đại chúng là cái đầu của tôi nó bừng sáng ra những cái đó, bừng sáng ra cái lý luận của mình, lý luận cho nó. Cho nên mai thai là tôi đi tu, chứ nếu tôi ngoài đời chắc tôi cũng ráng tôi làm luật sư là tôi bào chữa sao cho nó đúng vậy đó.
mắc chứng gì tôi lấy kệ tôi chứ mắc chứng gì mà mấy ông bắt tôi xuống đây rồi cưa hai nấu dầu. Mấy ông đi rình tôi hồi nào vậy, phải ông có quyền nói chứ. Rình tôi trong khi người ta kẻ có rượu có thịt người ta chịu thì tôi mới chịu, đắp qua đắp lại thôi. Thì kẻ hầu ơ người dưới dầu thôi mắc chứng gì, tôi ông tiếc ông thèm ông ăn của tôi không được sao mà ông đòi xử phạt tôi sao. Thế thì bây giờ quý vị thấy cho nên nó phi chân lý, nhưng nó có lý lúc nào, lúc khi nào nói lên cái người phụ nữ mà không có cái đạo hạnh, không có đạo đức, không có nết na thì răng đe như vậy, cũng như là nói thập điện diêm vương là ý như vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, thì quý vị mà sáng suốt, quý vị đọc kỹ, quý vị có học kinh sách mà có căn bản rồi đó, cái gì quý vị đọc kinh cái quý vị bừng tỏ ra liền, biết cái lời nào là chân lý, lời nào nó phù hợp trong giai đoạn liền đó. Tôi nhắc nhở cho đại chúng trên khắp thế giới vậy đó. Và tôi cũng nhắc nhở cho mấy anh em mà học theo cái tư tưởng của Nevada gì đó, gọi là tiểu thừa, qua bên Ấn Độ học rồi mom mem rồi học như vậy rồi có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ đó, thì cũng đừng có trở về Việt Nam hay cũng đừng có đi nước này nước nọ rồi xúi dục dạy tín đồ mình phỉ báng cái giáo pháp đại thừa là một cái điều tội lỗi. Tội lỗi có nghĩa là điều sau này cắn rứt lương tâm vô cùng. Cha chư tổ của chúng ta là cái người mà viết lại cái kinh tạng đại thừa này á, là đa phần là của ngài Long Thọ, ngài Thế Thân, ngài Vô Trước. Mà tổ Long Thọ, tổ Thế Thân, tổ Vô Trước là ba vị này viết lại kinh tạng đại thừa này nè, thì coi như ba vị này trước kia cũng là theo tiểu thừa, theo tiểu thừa viết 500, nhất là tổ Thế Thân á, trước kia viết 500 bộ luận của tiểu thừa. Nhưng mà sau này tỏ ngộ đó, khi viết được 500 bộ luận tiểu thừa rồi đó, tổ mới nghiên cứu suy nghĩ, mới bừng tỏ ngộ, mới thành tâm mà đem hết cái tâm lực lại sám hối để rồi viết lại 500 bộ luận của đại thừa. Bởi vì tổ biết rằng viết tiểu thừa nó không có đạt tới một mục tiêu mà bản hoài của chư Phật, bởi vì cái đó là giáo lý coi như là cái nền móng thôi. Mà bây giờ con người muốn sinh hoạt, muốn ăn ở, muốn hạnh phúc được thì phải có cái tầng nhà. Cho nên vì vậy mà tổ Thế Thân phải bao nhiêu năm trời nhập thất sám hối, lại Phật sám hối, để mà thủ thân, thủ khẩu, thủ ý mà không tiếp xúc để viết thêm 500 bộ luận của đại thừa. Như vậy thì mấy anh em chỉ sợ nhất là mấy vị học không tới nơi tới chốn, học không có căn bản, rồi học ba mớ, rồi về bài bác. Cho nên có vị mà comment vô mà ban biên tập báo lại tôi là nói rằng là vị đó nói rằng kinh Pháp Hoa không phải, không có nằm trong kinh điển của Phật giáo á, thì tôi biết là vị này nhưng mà họ không tới, rồi chỉ chấp một bên về cái hệ của tiểu thừa Phật giáo đó. Đó là một cái nguy hại mà tôi có lời khuyên thật sự mọi người trên thế giới là nên nghiên cứu kỹ lại. Đúng, cái kinh tiểu thừa là cái kinh thật của Phật nói không sai, nhưng mà Phật không có nói là ta nói đó là tiểu à nghe, nhưng mà ý cái hoài bão của chư Phật ra đời đó là muốn mọi người phải đạt tới đỉnh cao của vô thượng bồ đề. Còn những cái bài kinh đó thì nói cho những người bằng xương bằng thịt, thí dụ như Phật ra đường Phật thấy cái này thì Phật về Phật nói cái này, rồi Phật khuyên chúng sanh phải làm như vậy như vậy như vậy cho cái thánh tăng và đệ tử thời bấy giờ. Còn kinh tạng đại thừa đó là cái kinh tạng mà phải dùng tâm nói chứ không phải dùng cái khẩu thông thường của người thường nói được. Cho nên kinh tạng đại thừa là Đức Phật phải dùng cái thần lực, cái tuệ giác mà Phật nói. Mà Phật dùng thần lực và tệ giác thì quý vị thấy á, coi như là chỉ có các bậc thượng thủ mới nghe nổi thôi. Thí dụ như cái kinh Pháp Hoa này mà bắt đầu từ ngày nay là tôi viết luận cho tới cái phẩm Pháp Sư rồi đó. Cái phẩm này nữa là hết cái khai Phật tri kiến á, thì bắt đầu tới cái phẩm 11 trở lên á, là quý vị nghe không có nói tới các bậc thinh văn nữa, mà nói tới các bậc Bồ Tát không à, các bậc thượng căn không à.
thì bắt đầu là thị Phật tri kiến. Khai là Đức Phật mới mở bài để dẫn dắt chúng sanh, nhưng mà tới cái phẩm 11 trở lên á, là từ cái phẩm hiện bảo tháp á, là coi như cái người thường, người phàm phu tục tử mà không đủ thành lực, không đủ cái sự nhận thức trí tuệ thì coi như là nghe giống như tưởng tượng là cái gì đó ta không rờ tới, chứ thật sự không phải. Bởi vì đòi hỏi cái người tu theo đại thừa Phật giáo là bằng cái tâm lực, và Phật thuyết pháp đó là bằng cái đại tâm. Thì tôi nhắc cho đại chúng nhớ vậy. Thành ra quý vị cũng thông cảm cho thầy là lúc này thầy vừa viết cái yếu luận, đem hết cái tâm viết yếu luận, mà cũng vừa muốn để mà làm góp cái ý của mình, cái sức, cái công tác của mình vào những cái về cái kinh điển cho luôn cái cho các vị tụng đó. Như kinh Dịch Sư đó, là thưa với đại chúng là thật sự tôi làm có 2 ngày, nhưng mà cái này tôi đã từng đọc nay là mấy chục năm rồi tôi mới rút được 2 ngàn đồng. Bởi vì mấy chục năm qua tôi đã từng đọc, mà nếu về đó cái kinh của sư ông Quyền Dung dịch đó là nếu quý vị mà hỏi đó, thì tôi có thể tôi trả lời rót rót từ đầu tới đuôi đó. Có thể là không 100% nguyên văn được, nhưng mà tôi đọc có thể 90%. Bởi vì hồi đó tôi đã từng học, tôi rất là mê, tôi kính cung kính như lắm. Coi như là những cái thời kinh Pháp Hoa, rồi kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng rồi đó, là thưa thiệt cái đại chúng là nhất là kinh Địa Tạng mà coi như tôi cũng muốn lào lào luôn đó, còn thật như vậy. Nhưng mà bây giờ thì biểu đọc nguyên văn thì từ đầu tới đuôi mà giống như trả bài theo kiểu học thuộc lòng hồi xưa thì tôi làm được, chứ thật sự là nếu mà các đại chúng tụng tôi có thể bỏ kinh tôi tụng theo được, nếu tôi không cầm rồi. Thì trải qua mấy chục năm như vậy tôi mới đúc kết lại cho đại chúng đó, không có dám sai cái ý của Phật, ý của Tổ. Nhưng mà vì cái thời kinh Dược Sư á, tôi thí dụ như vậy đó, qua bên Trung Quốc rồi đó, thì lúc bây giờ cái thời vua chúa, mà cái thời vua chúa thì nó có lộng nhiễu tràn phan. Thì bây giờ hỏi đại chúng, bây giờ cái ông một vị tôn túc mà ông vua ông bắt buộc ông nhờ, ông ra cái chiếu thị, ông nói bây giờ tháng giêng ta muốn lập đàn cầu an, ta muốn lập đàn cầu an, thì bây giờ một vị tôn túc đó đâu có dám cãi, lệnh vua là lệnh trời mà. Thế thì không dám cãi thì lập đàn cầu an thì sao? Thì cũng phải là treo phan, treo lỏng, làm theo cái kiểu triều đình. Thì bây giờ trong kinh mà đọc á, thì các ngài cũng phải thêm vô muốn được cầu an á, thì phải giữ 8 phần trai giới, là một cái vị cầu an đó phải giữ 8 phần trai giới, là phải rước bao nhiêu thầy, thắp bao nhiêu ngọn đèn, là phải chí tâm thanh tịnh, là phải treo phan, treo phước. Có nghĩa là cái giai đoạn đó thì buộc lòng phải lập cái kinh đó, thêm vô như vậy để tạo cái lòng tin. Chứ còn nếu lập cầu an ông vua không ra lệnh, ông nói giờ mấy thầy lập cái đàn cầu an cho bá tánh, mà mấy thầy chỉ xách y xách áo lại có một tượng Phật cúng thôi, thì cái lòng tin của người ta nó không có lớn. Vì triều đình thì họ thích chấp tướng. Thì bây giờ mà nếu mình để vô như vậy đó thì nó sẽ bị mai một. Cho nên tôi có quyền gia giảm là tôi không có nói vụ treo phan, treo phước nữa. Bây giờ đó, nếu cần thì nói giờ bên Mỹ này nếu lập đà cầu an thì tôi có thể viết vô, mà tôi không dám viết vì tôi không phải là tổ. Thì biết bên Mỹ này thì đòi hỏi các Phật tử thứ ba, thứ năm, thứ bảy về nên đem thức ăn lại cùng nhau cúng, cùng nhau ăn, thấy không? Nhưng mà tôi thì không dám viết vậy. Chứ mà có gì có nghĩa là làm sao mà cho nó có an lạc, nó vui, cái đó là an. Rồi ví dụ nó là giờ bên Mỹ này bây giờ coi như là muốn lập đàn cầu an phải mua hoa lan thế này kinh cho nó lâu rồi phải mua những cái chậu cúc như vậy, nó phải trưng cái cây trái cây màu vàng như vậy, nó tượng trưng cho cái sự thanh thoát của đạo Phật này kia nọ. Nhưng mà tôi có quyền viết, chứ tôi biết nếu mà có một vị nào mà chứng đạo đó, coi như là một vị cao tăng đó, thì phải viết như vậy thôi. Đó, thành ra tôi thưa đại chúng, cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là thầy dám qua mặt Phật, qua mặt Tổ phải. Nhưng mà vì nghĩa là mấy mươi năm rồi thầy đã nghiên cứu và đã hiểu được một phần nào mà các bậc tôn túc cũng có lên tiếng rồi đó, thì tôi mới dám làm điều đó. Hôm nay ta học kinh Pháp Hoa tới cái phẩm tín giải,
Cái phẩm này là phẩm tôi tâm đắc nè, tôi tâm đắc nhất á, tôi cũng còn phàm phu cho nên giảng đại thừa, nhưng mà cũng còn thiên kiến một chút về tiểu thừa, đó là một drop ba. Thì như tôi tâm đắc có hai phẩm mà tôi thấy dễ hiểu nhất á, là phẩm thí dụ và phẩm tính giải này đó. Phẩm thí dụ là quý vị nhớ trở lại là Đức Phật nói về cái ông trưởng giả giàu mà có cái nhà, có mấy đứa con, nhớ không? Rồi nhà cháy, cho nên muốn cứu con cho nên phải dụ ra cho ba xe. Thế thì bây giờ qua tới phẩm tính giải là nó giống như những đứa con này ra khỏi nhà cháy rồi. Ra khỏi nhà cháy rồi, nhưng mà mấy đứa con này nó lớn lên nhưng mà rốt cuộc sao? Nó lớn lên mà nó cũng chưa có chịu tu nữa. Nó bỏ nhà nó đi hoang. Thật sự cái phẩm tính giải này là nói lên cái sự tâm đắc của Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Ca Diếp, Ngài Một Kiền Liên, cũng như đại diện cái Thánh Tăng, mà nói lên cái lòng tin của mình. Nhưng mà nó giống như một câu chuyện nó liên tục vậy đó. Quý vị đọc, quý vị ngồi nghiệm, rất là có cái sâu sắc. Những đứa con như chúng ta đó, vì ham mê cái tình tiền danh vọng, tình tiền danh lợi, ham mê cái ngũ dục lạc, cho nên lăn xăng mà chạy trong ngôi nhà trái hư một này. Mà bữa nay thì tôi viết cái phẩm pháp sư đó, nó cũng gần ná ná như cái phẩm này á. Là trước khi tôi viết phẩm pháp sư đó, tôi có kể ví dụ là cuộc đời này nó giống như là giả tạm như vậy đó. Vậy mà chúng ta cứ vùi đầu trong cái sự sanh già bệnh chết. Vậy mà khẳng định trong phẩm pháp sư, trước khi vào học phẩm pháp sư á, thì tôi có mượn cái ý của tổ là chúng ta phải chọn một trong hai con đường mà chúng ta đi. Một là theo Phật, hai là theo ma thôi. Vì Phật là giác mà ma là mê vậy thôi. Mà nếu theo Phật là giác mà theo ma là mê. Đó, thì cái phẩm pháp sư từ từ học tới. Bây giờ ta học phẩm tính giải. Khi nghe phẩm này là do Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Ca Diếp, Ngài Một Kiền Liên đại diện cho đại chúng trình bày lên với Phật về đức tin và tiếp thâu, hiểu rõ chân lý của Kinh Pháp Hoa. Nội dung phẩm tính giải có hai ý chánh. Một là trước Phật, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Ca Diếp, Ngài Một Kiền Liên xin được nói lên cái nỗi lòng vui mừng và lòng hối hận của mình trong thời gian trước đối với giáo lý đại thừa. Hai là các ngài nói lên một ví dụ để trình lên Phật về sự tiếp thu và tin hiểu vững chắc của mình về khả năng thành Phật về giáo lý đại thừa. Ở chỗ này, thành ra các vị mà chấp tiểu thừa đó, các vị quan hỷ mà từ từ bình tĩnh mà nghe cái bộ kinh Pháp Hoa này. Thưa với đại chúng, nói ra nó đau lòng là cái thời trước đó, là giữa hai cái hệ tư tưởng gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ, nó phân tranh với nhau dữ dằn lắm, phân tranh với nhau ghê gớm lắm, giống như thù địch vậy. Chẳng qua vì bảo thủ cái tư tưởng của mình. Vì vậy mà chư tổ, mà nhất là Ngài Kumala Thập đó, Ngài phải đem hết cái tâm lực, cái nguyện lực, cái trí lực mà soạn cái bộ kinh Pháp Hoa này, thưa toàn thể đại chúng. Thế thì rõ ràng họ nói đúng, mà nói cái Pháp Hoa phải là Phật nói. Thế Phật đâu có nói cái Pháp Hoa nào đâu, mà Phật chỉ nói lên một cái chân lý, rồi chư tổ mới soạn lại trong cái quá trình Phật nói, nó mới đúc kết thành một bộ kinh riêng. À, quý vị nên nhớ vậy, cho nên quý vị đọc cái Pháp Hoa từ đầu tới đuôi, không có cái gì mà Pháp Hoa hết trơn á. Có gì đọc hiểu vậy đó, hiểu vậy dùm. Cho nên đừng có vội vàng mà phỉ báng, rồi sau này mình rút cái lời lại không kịp. Rút lời lại không kịp. Là phải biết cái hoàn cảnh ra đời của Kinh Pháp Hoa này là vì lúc đó hai cái tư tưởng đại thừa và tiểu thừa, có nghĩa là thượng tọa bộ và đại chúng bộ, có thể giết nhau. Giết nhau vì ngôn ngữ, giết nhau vì lời nói, và có thể giết nhau vì cái sự không đồng thuận bằng súng ống nữa cơ, nếu có súng ống. Giống như cái một cái đạo lớn thứ hai của thế giới của chúng ta ngày nay đó, mà hai cái hệ tư tưởng giữa mà đồng trinh với không đồng trinh vẫn còn có thể giết nhau, thì đạo Phật chúng ta cái giai đoạn trước cũng như vậy đó.
Cho nên chư tổ phải đem hết cái nguyện lực của mình mà soạn cái bộ kinh này để làm cái nhịp cầu nối giữa hai cái hệ phái gọi là tiểu thừa và đại thừa. Vì vậy mà cái nói qua này không phải là chuyện bình thường. Nó có gì hiểu như vậy. Cho nên nếu nói rằng cái nói qua trong cái kinh tạng mà của Nikaya thì làm gì có. Vì đâu Phật đâu có nói kinh nào gọi là kinh Pháp Hoa. Thế thì kinh Pháp Hoa ra đời là do chư tổ soạn lục lại để mà làm một cái nhịp cầu nói giữa hai cái hệ tư tưởng này. Đó, để chúng nhớ như vậy đó. Nhưng tất cả những kinh tạng đại thừa là như vậy. Bây giờ nói thiệt vậy à, chứ còn khéo cái gì cứ nói là thầy đó là đại thừa là Phật nói, mà tu nó phải Phật nói, là người nó Phật nói, người nó phải Phật nói, là hai bên rồi cứ cuối cùng đi hoài không tới chỗ. Bây giờ tôi trước mắt tôi nhìn nhận đúng đại thừa không phải lời của Phật nói, nhưng chân lý là của Phật nói. Bởi vì Phật nói trong cái quá trình đó thì chư tổ mới soạn là làm cái bộ kinh để mà thông đồng cái hệ tư tưởng, đặt lại một bộ kinh. Ví dụ như kinh Nhân Quả Ba Đời như tôi nói hồi nãy đó, thì một thời gian Hòa Thượng Thiền Tâm dịch như vậy, rồi tới đời của Hòa Thượng Thanh Từ dịch như xuất giai đoạn sau này, phát triển Thiền Tông lên dịch như vậy. Thì bây giờ tôi có thể, nếu tôi đủ năng lực của tôi, thì hai cái này tôi gom lại tôi có thể dịch như ra như vậy. Đó, để chúng nhớ không? Đó là cái ý hiểu rõ ràng như vậy đó. Cho nên những vị mà tu theo cái tư tưởng tiểu thừa, đừng vội đã phá đại thừa của chúng của Phật giáo chúng ta. Mà những vị tu đại thừa cũng đừng có chê cái tư tưởng đại thừa của Phật giáo chúng ta. Cái nào cũng của Phật hết. Mà làm sao chúng ta thống nhất được về một mối để rồi những người con Phật không có giết nhau. Thế gian họ còn nói câu khôn ngoan, đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Đó là thế gian. Còn Phật chúng ta có một ông Phật thôi mà tại sao chia rẽ? Nói nhiều khi cái tánh tôi thì dữ, nhưng mà tôi nói tôi nhiều lần tôi rơi nước mắt vì những người giảng bậy, nói bậy. Nói tới đây thì ngày hôm qua tôi điện về với Lót đó. Tôi nói vụ mà tháng 4 này thì tháng 4 âm lịch đó, cái chùa Huệ Quang là chùa lớn ở dưới Lót mời tôi giảng, coi như đăng cai tôi là giảng tháng 4 và tháng 7 hai cái lễ lớn. Tôi mới thông báo cho cái giảng đường của sư cô Trí Minh là hôm trước nay có ý mời tôi về giảng cái giảng đường. Thì tôi mới nói là như vậy tháng 5 tôi về đó, nếu sư cô sắp xếp được nó cùng ngày đi. Thì sư cô nói dạ tháng 5 con có mở cái khóa tu mà con mở giùm cho sư cô Thuần Bạch. Tôi nói thẳng luôn mấy cái người làm sai đây nè, nó làm bà Thần Bạch, nhưng mà cái sư cô này á, cổ nói là bây giờ để cổ mời à, chứ cô không muốn cho thầy nào tới giảng, để cổ mời với thầy giảng về thiền à, chứ không có muốn tịnh độ vô đây mà giảng, muốn thầy nào ngoài cái ý của cổ giảng. Tôi nói cái nếu Phật Pháp mà đẻ ra những cái con người như vậy là phá hoại Phật Pháp. Tu mà chấp cái thiền, chấp cái tịnh làm sao mà tu được. Anh tu cỡ nào anh cũng phải đạt tới thiền anh mới thanh tịnh. Anh tu cỡ nào anh cũng phải đạt tới định anh mới định tĩnh tinh thần. Như vậy thiền đâu rời tịnh mà tịnh đâu rời thiền. Tôi nói thẳng này, chúng cho tôi sân hận, tôi nói thẳng. Cho nên cái tu bậy mấy bài bác lẫn nhau, chứ cái lời Phật nói, Phật có nói ta nói cái đó cho thiền không? Ta nói cái đó cho tịnh không? Cho nên con Thần Bạch là con nào, tôi nói thành thật đó, tôi nói tôi không có từ tôi sợ ai hết trơn á. Dám lên giảng thiền và não bộ, tôi nghe một cái rồi tôi nổi cành hông, tôi nói đồ ngu, đồ dốt mà mày đặt nó vậy. Thiền não bộ làm sao? Rồi tôi coi lên rồi tôi giật mình, mà bây giờ sư cô đến mình đó, tôi nói vậy là từ đây về sau tình nghĩa coi như tới đây là tôi với sư cô có thể không còn gần nhau nhiều nữa nha. Nếu sư cô dung chứa cho những hạng người mượn lớp áo của Phật gia mà nói bậy về cái tư tưởng của Phật gia như vậy. Cho nên không có cái nào của riêng ai hết trơn hết trời á. Cho nên khi mà tôi đi qua giảng tách sách để chúng thấy tại sao mà bây giờ nhiều người họ mừng, họ rơi nước mắt, họ tưởng đâu là tôi giảng chứng đạo ca, là tôi đã thiền. Tôi không bao giờ mà xiển dương tịnh độ đó. Tới chừng tôi đăng cái bài anh lộ và đăng cái bài tịnh độ lên rồi á, có nhiều người họ nói với tôi, họ điện, họ nói với tôi, họ nói trời ơi con đâu có nghĩ rằng thầy là cái người đứng cái nhịp cầu mà cái gì thầy cũng có thể cảm thông mà thầy giảng rõ ràng như vậy. Tôi nghe người ta cảm ơn tôi mà tôi rơi nước mắt.
tôi đâu phải thiền mà tôi cũng đâu phải tỉnh, mà vì tu hành là không rời thiền mà không rời tỉnh. Cho nên tôi nghe nói như vậy cái tôi đau lòng không thể tưởng tượng cho Phật gia của chúng ta. Tin cho nên đại chúng nhớ phải sáng suốt để bảo vệ cái chánh pháp. Đó là tôi thấy Diệu Quang là giảng là tôi nổi nóng tôi rồi, tôi còn phàm tăng mà. Rồi tới bà nào đó mặc cái áo vàng lên giảng thủ lăng nghiêm nói trên trời là tôi cũng cành hông rồi. Rồi bây giờ tới cái con thường mặt nào đó nữa. Tôi là tăng, tôi có quyền kêu con, tôi không có sợ ai hết trơn á. Không phải nói tăng mà muốn nói gì nói, nhưng cái luật từ xưa tới bây giờ là tăng là có quyền là đàn anh là dạy dỗ thôi. Mà bây giờ tôi nói tôi muốn gặp người đó, sư cô cản tôi, sư cô nói trời ơi cái cô này cổ cũng cứng đầu cứng cổ lắm thầy, mà cổ nghĩ là cổ ni sư rồi cho nên là con nói cổ khuyên cổ rồi đó, chứ mà cổ cứ nói là thiền là không có tỉnh vô trọng, thiền là người kia nọ. Thế thì tại sao không gặp Phật để mà thưa với Phật, tại sao hồi xưa Phật nói Di Đà, Phật Di Đà làm chi, Phật nói tịnh độ làm gì đi. Rồi cho nên cái đó là một cái đau mà cái ngu này nó chất chồng cái ngu khác, mà cái ngu này là cái màn vô minh không dám được, không làm chỗ được lục căn, không tự tại được lục cảnh đó. Tôi cũng mong cái đĩa này tôi sẽ gửi mà. Cái đất nước tự do này thì ngôn luận không có từ nang ai hết nữa. Mình mà chuyển vô chánh pháp thì thưa cho đại chúng ai giận tôi thì người đó liệt thiệt thôi thôi, chứ còn á coi như là hạp phá tà để hiển chánh thôi. Thà đừng đi giảng, thà đừng đi dạy, thà đừng xiển dương giáo lý của Phật thì coi như nói sao không được hết á. Mấy ông thầy mà coi như không biết giảng dạy, có chùa riêng rồi lo làm chùa lo xây chùa đó, nói sao cũng được, dụ sao cũng được, mà đi giảng đi dạy thì phải giảng dạy cho nó có bài bản đàng hoàng. Thiếu gì pháp môn dạy dạy thiền não bộ, rồi cái bộ não nếu mà phân tích được thì các nhà trí thức, các nhà học họ phân tích cần gì tới người tu của mình. Thành ra tôi nói thành thật với đại chúng là tôi đau, có nhiều cái đau lắm. Mà bây giờ ta nói một con én không làm đến mùa xuân, nhưng mà mùa xuân thì không thể thiếu con én. Nhờ cái câu đó như vậy mà tôi phải chí tâm cúc cung tận tụy mà kính Phật mà kính Pháp để mà soạn thảo dịch như vậy đó. Quý vị nhớ là trong cái sân hận của tôi mất cái công đức chứ, nhưng mà tôi đánh đổi cái sân hận đó để tôi đi tìm một cái công quả đối với cái nền giáo lý Phật đó. Cho nên nói thành thật là phải quý vị nào mà muốn quý tôi, muốn hiểu tôi thật sự là phải nghe dài dài, chứ đừng có rồi dội nghe tắt ngang rồi cái là coi như là lâu lâu rồi quý vị nghe bài giảng của thầy, hay là vô mạng coi bài giảng là coi như là phỉ báng thầy, tội cho thầy, phải nghe từ đầu tới luôn. Còn chuyện mà cái ban quay phim đó cũng không nên xóa, tôi không cần xóa, không sợ. À, tôi nói rồi là tôi cũng không sợ, phải để nguyên vậy à. Xiển dương muốn xiển chánh là phải phá tà. Coi như đời tôi thì do như giờ tôi không có tu hành gì hết á, tôi nói thiệt quý vị, nhưng mà tôi phải cố gắng nói đúng, chứ còn tôi không có tu hành gì hết, nói thiệt vậy à, tôi không có tu hành khỉ gì hết á. Nói vậy không, bởi vì tu không phải là hiền đủ, cho nên giờ phải phá tà hiển chánh. Vì đau lòng cho cái Phật giáo chúng ta, cái nền giáo lý nó bị mai mòn. Chứ có gì đừng có sợ, đừng nói trời vậy theo thầy tài sao dữ quá này kia nọ, rồi thầy dạy cho mình tu mà thầy sanh vậy. Không phải, cái sanh của tôi nó có cái lý do nó khác, chứ mà cái sanh theo cái kiểu phàm tục, cái sanh mà cái kiểu thế gian á, để mà sanh mà để tranh giành đo tranh danh đoạt lợi đó, là cái sanh nó của phàm tục. Còn cái sanh của tôi là cái sanh của đại thừa Phật giáo nha, quý vị để ý nghe. Tại vì sao? Tại vì mình gì kính trọng một cái nền chân lý giáo lý cao thượng, cho nên rồi phải sân hận, tại vì phải phá tà như vậy. Chứ để thôi như cô Hoa Phước nói đi chùa mà thấy mấy ông thầy sân cái tự nhiên thì chán bỏ chùa. Thật sự cái sân của tôi nó khác, tôi không bào chữa cho tôi không lý luận cho tôi gom về tôi đâu. Nhưng mà ý của tôi muốn nói là chúng cái sân nó có nhiều cái lý do sân. Khi nào sân để hận, khi nào sân để nói lên một cái tư tưởng, nó khác nhau. Còn ngã, cái ngã cũng vậy. Cái ngã của con người, cái bản ngã của con người, khi nào mà đề cao cái con người mình lên, khi nào mà nâng bi mình, khi nào mà mình thấy mình là cao thượng, thì cái đó gọi là bản ngã. Nhưng mà trong nhà Phật, cái tột đỉnh của ngã gọi là chân ngã. Có khi không phải chân ngã chứ. Cho nên tứ đức niết bàn của nhà Phật đó là thường, lạc, ngã và tỉnh.
À, có gì thấy không? Khi chúng ta bước chân vào ngưỡng cửa đạo Phật thì chúng ta phải học cái vô thường, cái vô ngã, cái khổ và cái bất tịnh. Nhưng mà hiểu đạo Phật rồi mà thành tựu được cái đỉnh cao của tuệ giác rồi thì bây giờ trở thành chân thường chứ không phải vô thường nữa. Trong cái vô thường nó có cái chân thường, trong cái ngã nó có cái chân ngã. Quý vị nhớ như vậy đó. Ngã lúc nào gọi là ngã? Ví dụ bây giờ tôi nói là các Phật tử, tôi thầy tài nè, tôi giỏi lắm nha, tôi là coi như thế này kia, thì cái đó gọi là bản ngã. Còn bây giờ tôi nói như vậy không phải tôi đề cao tôi giỏi, tôi cũng biết mình là cái học có giới hạn. Nhưng mà vì cái tư tưởng của nhà Phật muốn phá tà hiển chánh thì cái này tôi đâu phải ngã. Tôi có quyền nói cái chân ngã đó chứ. Tôi có quyền nhận định cái tuệ giác của một cái Phật, cái tánh Phật chứ. Cho nên quý vị nhớ khi nào là bản ngã mà khi nào là chân ngã. Còn khi nào cuộc đời nói cuộc đời này là khổ. Khổ là vì con người tạo những cái tham lam, sân hận si mê, rồi nghi ngờ, rồi bằng đám ngã, rồi ác kiến. Thì lúc đó mới gọi là khổ. Chứ còn thật sự ra nếu ta không tạo đó thì coi cái cuộc đời này là lạc chứ làm gì có khổ. À quý vị thấy rõ ràng cái chân lý. Còn nó cuộc đời là tỉnh. Mà học mới vào đạo thì cái cuộc đời này bất tịnh, cái thân bất tịnh, cái cảnh bất tịnh, mọi việc đều là bất tịnh, bất bình, bất an, bất mãn, bất như ý. Nhưng mà hiểu rồi, đạt đạo rồi, cuộc đời này là tịnh chứ làm gì bất tịnh. Thị chư pháp không tướng cho nên bất cấu, bất diệt, bất sanh, bất giảm, bất tăng mà. Thị chư pháp không tướng cho nên vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô chứng và vô đắc đó. Cho nên nhiều khi quý vị đọc kinh thì tôi nói thành thật quý vị, khi thầy nói chơi quý vị đừng có buồn, đừng có chấp thầy nghe. Cái nhiều khi mình đọc kinh thì mình giống như mình trả bài thuộc lòng vậy thôi, chứ mình không có hiểu được cái kia lý kinh nó uổng là vậy đó quý vị. Uổng dữ lắm. Tin đọc kinh nào cũng phải tới Bát Nhã, mà Bát Nhã là Bồ Đề, là đỉnh cao của trí tuệ. Mà đỉnh cao của trí tuệ thì thị chư pháp không tướng. Còn phải sở dĩ mà nói như vậy chứ thật sự hình ảnh chấp tướng quá nhiều rồi nè. Cho nên ngày ca thiên viên tu Bồ Đề ca giúp và một kiền liên là bốn vị thượng thủ thinh văn. Cái phẩm này nói về các quốc vị thinh văn mới nói lên cái nỗi vui mừng và lòng hối hận của mình trong thời gian trước đối với giáo lý Đại Thừa. Vì thời gian trước đó Đức Phật nói mà các ngài cũng không hiểu, cứ nghĩ là tu đạt tới Niết Bàn là đủ. À, giáo lý Đại Thừa. Như vậy thì các ngài nói lên một sự vui mừng đó đó. Cho nên các ngài mới nói lên một cái câu chuyện để mà nói lên sự tâm đắc của mình. Đó là câu chuyện gã cùng tử lang thang. Thế thì hai học tới phẩm pháp qua, tới phẩm tính giải rồi quý vị nhớ câu chuyện gã cùng tử lang thang thôi. Mà thiệt bây giờ thầy trò lang thang không quý vị? Lang thang chứ. Tối ngày bỏ cha, bỏ nhà, tha phương cầu thực. Rài đây mai đó khổ sở vô cùng. Nhưng mà mình đâu có chịu mình khổ đâu, phải không? Khổ tâm, mà khổ não, mà khổ ý, khổ trí, mà khổ lực nè. Đủ thứ khổ đau ở trên trời ấy, vậy mà mình đâu có chịu buông. Thử hỏi giờ quý vị nghe nói à, cái chỗ nào đó tới nghe pháp thì chúng ta không có vui bằng bữa nay, ta phải đi làm có tiền ta vui hơn, ví dụ vậy. Rõ ràng là chúng ta vẫn chạy theo cái sanh già bệnh chết, cái được mất sân thua của thế gian nhiều hơn cái sự giác ngộ. Nhưng mà ở ngoài đời thì tôi không ngăn cản các vị được. Tuy nói như vậy nhưng mà quý vị phải bỏ từ từ. Chứ còn bỏ liền một cái thì quý vị sẽ bị giống như một cái làn nước nó đang xuôi dòng, mà quý vị lấy tay chặn nó lại thì coi như nó tạt lên khỏi đầu. Ủng chi khả dĩ tại sơn mà kích chi khả dĩ quá tại. Nước nó đang như vậy đó mà quý vị chặn nó lại thì nó tràn qua khỏi núi, nó bể bờ. Quý vị lấy tay, quý vị đang đi trên thuyền, quý vị lấy tay, quý vị lấy mấy ngón tay, quý vị xè theo dòng nước vậy nè, nó tạt lên khỏi đầu mình. Chúng ta đã tạo quá nhiều rồi, thì bây giờ chúng ta phải tháo gỡ, và tháo gỡ một cách từ từ. Cho nên mai thay các Phật giáo Đại Thừa chúng ta là đặc biệt chỗ đó đó. Biểu ta tháo gỡ, nhưng mà tháo gỡ cho phép tháo gỡ từ từ.
chứ đừng có đòi một bước nhảy lên thành Phật, không có. Một bước sao nhảy lên thành Phật được, trời ta gây tạo bao nhiêu quan gia trái chủ rồi, con gia của nhà vợ bao mà một đòi bỏ làm sao bỏ liền được. Nhưng mà phải có một cái tư công gạo chứ phải nói thầy ta tại sao bụng gã lát hay sao bụng ngộp cũng gã hoài. Đó, nói trước nó thành thật.